da mình bị khô, sưng sùi và có thâm mụn do những lần trị mụn trước chưa được dứt điểm. Da mình khi đến tuổi 30 đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa đầu tiên. Da của mình đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề về lão hóa như là rụng mắt, rằn cười. Trán thì có nếp nhăn, mắt có chân chim,